Đây nha các bác ơi, con này của em là chiếc xe BMW. Bác nào mà lửa vời không biết á, thì lại bảo chiếc xe này thì chắc có lẽ là nó tầm khoảng vài chục triệu đồng thôi. Đấy, có những người trả em như vậy, đấy là những người mà lửa vời không biết nhá. Còn những người mà không biết hẳn đấy ạ, thì người ta nghe đến từ BMW của Đức, số tự động, thì người ta sẽ bảo đây là một chiếc xe mà tiền tỷ. Nói chung là cũng sẽ có nhiều cái sự đánh giá ra vào. Đấy, còn bác nào biết đấy ạ, còn bác nào mà xem video này của em đấy ạ, thì em sẽ tả cho các bác mình biết chi tiết và cũng sẽ nói một cái mức giá để cho các mình tham khảo các bác nhá. Vâng, và đây là nội thất bên trong của chiếc xe BMW 318 mà em đang muốn giới thiệu cho toàn thể các bác xem. Vâng, đây ạ, đây là nội thất bên trong đấy ạ, các bác nhìn xem nhá. Nội thất của chiếc xe này hoàn toàn được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe, từ cái phần táp ni cánh cửa này cho đến cái phần táp nô kia và đến bộ ghế đều là da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Vâng, số tự động nha các bác nhá. Và đời là đời 2003 và đăng ký là đầu năm 2004. Máy của xe là máy 1.9 mấy thì em gọi là máy 2 chấm đi. Con này của em nó là một chủ từ đầu biển Hà Nội các bác nhá, chưa qua chủ thứ hai. Chưa qua chủ thứ hai đâu. Một mẫu xe sang mà lúc mới của nó lên đến cả là vài tỷ đồng. Vâng, vài tỷ đồng luôn. Chiếc xe vẫn còn rất là chất, vẫn còn rất là đẹp. Các bác nhìn xem, chiếc xe đi không nhiều cho nên là vẫn còn khá là mới. Đây, ghế da này là ghế da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Nó vẫn còn được đẹp như vậy. Những cái chi tiết, những cái vị trí này các bác nhìn xem này, nó gần như là vẫn còn mới nguyên, đúng không ạ? Những cái phần táp ni cánh cửa này cũng vậy, gần như là nó còn mới nguyên. Mà giá của xe này thì bất ngờ rẻ luôn các bác ạ. Những cái dòng xe này thì đợt trước thường thường bên em vẫn bán là trên 100 triệu đồng đây. Còn bây giờ thì những cái năm gần đây nó cũng xuống tương đối là nhiều giá. Cho nên là bác nào mà mua những cái mẫu xe này, mua về đi sử dụng gia đình, mua về đi thay xe máy, mua về đi sử dụng đi làm công nhân. Đấy, vâng, sáng đi tối về. Đấy, những bác nào mà kinh tế đang khó khăn, điều kiện không cho phép, các bác có thể là mình mua và dinh ngay chiếc xe này về dùng các bác nhá. Đấy, thay xe máy đi là an toàn này. Đấy, rồi chở được nhiều người này. Đấy, và bảo vệ sức khỏe cho các bác mình khi mình di chuyển đi trên đường, khi mình đi ra ngoài. Điều hòa nóng lạnh các thứ đầy đủ. Đấy, đầu đài nghe nhạc các thứ đầy đủ các bác nhá. Không khác gì là những cái mẫu xe lắm tiền, thế nhưng mà các bác bỏ ra số tiền thì lại quá là ít, đúng không ạ? Các bác có xe máy, các bác có xe gì mang đến em đổi ngang cho luôn. Đổi ngang luôn, thậm chí là có nhiều con xe máy đấy ạ. Thậm chí con xe này còn cắt thêm tiền cơ. Đấy, con xe này còn không bằng chiếc xe máy cơ các bác nhá. Video này, clip ngày hôm nay thì em mời các bác xem chi tiết đầy đủ từng phần để các bác cảm nhận được cái độ mới, độ sáng, độ đẹp của chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này thì các bác có thể nhìn thấy qua, đấy là về cái phần form dáng, đúng không ạ? Tuy rằng là đời không cao, thế nhưng mà form dáng thiết kế vẫn còn rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Tuy rằng đời không cao, thế nhưng mà về chất lượng của xe thì vẫn còn cực kỳ đảm bảo. Bởi vì là chủ trước người ta đi giữ gìn, chủ trước người ta đi cẩn thận, người ta đi ít. Cho nên là chất lượng của xe vẫn còn tuyệt vời luôn các bác nhá. Chiếc này thì nó chỉ mất cái đời nó không cao cho lắm thôi, chứ còn về chất lượng này, về form dáng này, rồi cái về cái độ sang trọng, tiện nghi, an toàn ở trên mẫu xe này đấy ạ, không khác gì là một trong những con xe nhiều tiền, thậm chí là một trong những con xe tiền tỷ các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về chiếc xe BMW 318 này, một mẫu xe đến từ thương hiệu của châu Âu, đúng không ạ? Đến từ châu Âu. Lỗi là không có đâu các bác nhá. Vâng, những cái lỗi như sau, đây là lỗi tai nạn, lỗi đâm đụng, ngập nước, về vấn đề pháp lý giấy tờ chuẩn cho mình, các bác yên tâm nhá, bên em bao cho các bác. Vâng, sai nhận xe hoàn tiền. Keo chỉ của xe này vẫn còn zin, đây các bác nhìn xem này, keo chỉ của nó này, tất cả phần mép cánh cửa nó keo chỉ vẫn còn zin, lòng trong thậm chí nó vẫn còn sơn zin các bác nhá. Đấy, gioăng cửa của xe đều là gioăng zin và chưa bị rách, đấy các bác nhìn xem này, chưa bị rách nhá. Và tất cả những phần tắp ni cánh cửa này cũng là đều bằng chất liệu da cao cấp nguyên bản theo xe. Nguyên bản theo xe nhá, gioăng zin nguyên bản theo xe nhá. Và các bác nhìn xem, thậm chí nó còn chưa bị xấu, chưa bị xuống mắc, chưa bị xuống cấp và chưa bị xuống mã theo thời gian, đúng không ạ? Đây.
Từ cái vị trí tay cầm, tay nắm, tay bám của chiếc xe, các bác nhìn xem này, nó vẫn còn được đẹp nguyên như thế này. Gương kính điều chỉnh điện, đây là hệ thống gương chỉnh điện của xe, cục gương tự động nằm ở đây các bác nhá. Và túi khí an toàn được thiết kế có cả là 4 cánh. Đây, mỗi một cánh có một túi khí, cứ chữ này ở đâu thì ở đấy có một cái túi khí các bác nhá. 4 cánh có túi khí rồi, thế mà vô lăng của xe cũng có túi khí nữa, và táp lô bên kia cũng có một túi khí nữa các bác nhá. Đấy, cái khuôn và cái form dáng bên ngoài cho đến cái phần táp lô bên trong các bác nhìn xem này. Đấy, thiết kế nhìn nó khác gì những con xe mà đời cao đâu. Đấy, cái khuôn nó nhìn rất đẹp đúng không ạ? Và dòng xe này về khung sườn tôn vỏ thì nó dày đến gấp đôi một số những dòng xe khác, như là dòng Spark, như là dòng Matiz, như dòng Vios. Đấy, thậm chí là một số những mẫu xe phân khúc hạng A, hạng B, thậm chí là hạng C luôn, gấp đôi luôn các bác nha, dày gấp đôi luôn. Cho nên là khi mình di chuyển đi trên đường đấy ạ, những dòng xe mà với khung sườn tôn vỏ nó dày như này, nó sẽ an toàn. Nó sẽ an toàn các bác nhá. Ví dụ có xảy ra ma chạm đi thì những mẫu xe mà có khung vỏ khung sườn dày như này, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe mà vỏ nó kém, vỏ nó mỏng đúng không ạ? Ok nhá, bây giờ thì em di chuyển sâu vào bên trong nội thất của chiếc xe này để các bác mình cùng xem, cùng cảm nhận. Vâng, ghế da thì hoàn toàn đều là ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, nó cả bộ luôn rồi. Đấy, còn vô lăng của xe là nó là vô lăng 4 chấu của túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng. Và đây logo nhá, BMW đây. Đấy, có ga tự động luôn các bác ạ. Các bác biết là nhiều con xe đời cao bây giờ thậm chí còn không có ga tự động. Thế nhưng mà con này của em đời thấp mà đã có ga tự động đây rồi này. Đấy, rồi có nút tăng giảm âm lượng điều chỉnh bài hát. Đấy, vô lăng 4 chấu, mặt phím còi của xe vẫn còn đẹp. Đấy, do mà cầm nắm vần ít mà cho nên là vô lăng của xe vẫn còn được ok như thế này các bác nhá. Và đây là mặt đồng hồ này. Đây là vị trí chỉnh đèn này. Đấy, chỉnh đèn sáng tối, đèn pha, đèn cốt nằm ở đây các bác nhá. Phần táp lô này đấy ạ, đều là bằng chất liệu da xịn cao cấp nha các bác nhá. Đấy, chất liệu da xịn cao cấp đấy ạ, chứ không phải là loại da đểu hay là loại da mà bọc lại đâu. Da xịn cao cấp nguyên bản theo xe đấy ạ. Và sàn của xe nó vẫn là sàn lý. Các bác nhìn xem, lý của xe nó vẫn còn sáng và vẫn còn đẹp và vẫn còn mới luôn. Chứ nhiều con đấy ạ, chứ nhiều con đấy các bác nhá. Là chân tay khu vực này là cua quắng nhiều cho nên là hay bị cọ vào phần lý kia, hay bị rách lắm. Đấy, thường thường thì hay bị rách và hay bị bẩn. Thế con này của em các bác nhìn thấy vẫn còn đẹp nguyên đúng không ạ? Và ghế điện nhá. Đây. Ghế điện điều chỉnh 8 hướng và có chế độ nhớ ghế luôn. 3 chế độ nhớ ghế đây các bác này. Đấy, gioăng cửa đẹp chưa? Gioăng này là gioăng zin nguyên cao cấp của chiếc xe các bác nhá. Đấy, không bị rách và vẫn còn rất là dày và phồng phao luôn. Đấy, cột kèo zin, lòng trong sơn zin các bác nhá. Đấy, những cái khóa ở đây rất là sáng đẹp các bác nhìn này. Và đây các bác nhìn xem này, những cái phần tem này vẫn còn nguyên này. Và các bác nhìn xem cái bản nề cánh cửa xe nó dày bịch như này. Đấy, dày bịch như này. Cho nên là đóng cửa nó sẽ chắc và nó ít khi nó bị sệ bản nề các bác nhá. Kính của xe thì đã bọc dán rồi. Đây các bác nhìn xem, bọc dán rồi. Bên ngoài thì nó có những cái đây hơi bẩn bẩn một tí, lau thì nó cũng sẽ sạch thôi các bác nhá. Đấy, tay cửa xe ốp nốc, đây ốp nốc rồi. Đấy, na răng đúc này. Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Sơn xì mượt mà. Lốp của xe vẫn còn tạm tạm, vẫn chạy thoải mái. Đấy, đèn đóm trước sau xe không bị ố, không bị kém các bác nhá. Tuy rằng đời thấp, tuy rằng ít tiền nhưng mà các bác mua về không cần phải làm gì, sửa gì nữa đâu. Đi luôn dùng ngay thôi các bác nhá, đi luôn dùng ngay thôi. Sau này các bác mua về thì mình cứ bảo dưỡng cho em là ok rồi. Cứ bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, thay mỡ, rồi nhớt, rồi lốp, như là bình điện, đúng không ạ? Thế thôi, chứ còn thì những con xe như này các bác hình dung cho em không? Như là cái xe máy của các bác đang đi đấy ạ. Thậm chí là đi nó rất là cũ rồi nhưng mà nó chả hỏng máy, chả hỏng số, thì nó chỉ là bảo dưỡng một số thứ thôi chứ còn nó có làm sao đâu, đúng không ạ? Ô tô cũng vậy, ô tô thì nó cũng chỉ to hơn thôi. Vâng, bên em thì đây các bác nhìn xem. Em tiện em quay luôn nhá. Bên em đang có rất là nhiều xe. Có hàng hơn 100, gần 200 đầu xe các loại cho mình lựa chọn tham khảo nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm và đồng hành với bên em trong những thời gian tiếp theo các bác nhá. Rất nhiều xe được đăng tải lên cho mình xem theo hàng ngày, giờ, hàng tháng. Vâng, các bác tiếp tục xem cho em ở những vị trí tiếp theo nữa của chiếc xe BMW này. Vâng, đây các bác nhìn xem nhá. Lòng trong cánh cửa xe thì đẹp này, keo chỉ vẫn còn zin này. Đấy, gioăng cửa còn đẹp này. Bốn cánh đẹp đều nhá. Những cái phần táp ni cánh cửa như này nó đẹp đều như nhau. Đấy, nó đẹp đều nhau. Nếu quay gần chút để các bác xem cái phần da, phần nhựa này rồi đây các bác nhìn xem nhá. Một tay cầm, tay nắm, tay bám này. Do sử dụng cầm nắm ít, đi ít cho nên là những cái vị trí này nó vẫn còn được đẹp, chưa bị rách nhá. Nhiều con bị rách và may lại rồi, con này em là chưa may lại luôn. Và đây túi khí an toàn đây. Đấy, ra đây.
Đây mở cửa đây, công tắc bấm kính chỉnh điện đây. Tách cửa đây, các bác nhá. Đời thấp nhưng mà ok thật đấy. Và form dáng của dòng xe này với chất lượng của dòng xe này nó sẽ hơn một số những dòng xe mẹt với cái tầm đời tầm tiền các bác nhá. Tầm đời tầm tiền thì những dòng xe mẹt nó sẽ không bằng dòng xe B đâu. B nó lành hơn và nó đẹp hơn, nó chất hơn, nó chắc hơn các bác nhá. Đây các bác nhá, các bác nhìn xem nữa này. Đây. Phần lòng trong sơn xi này, sơn zin đấy các bác ạ. Đấy rồi gioăng cửa này, khóa cửa này, tem mác này. Đấy được chưa? Ok chưa? Đấy, em quay kỹ như này không khác các bác đến xem xe trực tiếp rồi. Đấy, cột kéo sáng bóng chưa này? Đẹp cả con luôn, đẹp đều cả xe luôn các bác nhá. Không phải là nói gì nhưng các bác cứ nhìn cho em trên clip này là các bác có thể thấy được là chất lượng của xe, các bác có thể đánh giá một cách làm sao thực tế nhất ở trên clip này. Đấy các bác nhìn nhá. Đây nhá, chỗ này cũng thế này, lý này, bên trong là lý nguyên hết. Đấy các bác nhá. Chỗ này là cái cổng điện cho mình để mình sạc cái này, hai cổng luôn nhá các bác nhá. Đây, mở nắp ra. Đó, có một cái cổng điện ra 12V cho mình sạc. Đấy, sạc điện thoại của mình lấy điện. Đấy. Ở chỗ này là một cái tì tay nhá. Một cái tì tay đây, mình có thể hạ ra, mình có thể đưa nó vào. Và chiếc xe này có thêm một chức năng đấy là rèm che nắng ở khu vực phía sau, ấn chỉnh bằng điện khu vực phía trên các bác nhá. Đây cái rèm màu đen này này. Đấy, còn khu vực đây là lý. Vâng, chân của xe là trần lý. Trần lý nhá. Trần lý sáng đẹp này. Trần lý còn rất là sáng đẹp. Cốp to rộng để đồ thoải mái. Vâng, để đồ thoải mái. Biển 29 Hà Nội, biển đẹp luôn. Với cái biển số này thì các bác cứ để nguyên cho em, không cần phải sang tên làm gì. Làm giấy tờ mua bán, làm công chứng thế là đi được rồi, không cần phải sang tên tốn tiền các bác nhá. Đấy, các bác sang tên mất gần 10 triệu cơ. Vâng. Còn đây là phần phía sau thì các bác thấy là có một bô này, rồi có bốn mắt cảm biến chống va chạm này, đúng không ạ? Và đèn của xe này vẫn còn sáng đẹp đây, các bác nhìn xem là có ốp đốc xung quanh đèn đèn rồi, đúng không ạ? Đấy, logo xe cũng chưa bị mòn bạc các bác nhá. Đấy, tên logo xe nó vẫn còn đầy đủ hết đây. Đấy, đèn đóm ok chưa? Các bác không nên mình tìm những con xe mà đời cao làm gì, cứ tìm những con xe đời thấp mà nó vẫn còn chất còn hơn là những chiếc xe mà đời cao mà nó kém các bác nhá. Đời cao mà đi nhờ mà không giữ gìn thì làm sao bằng những con xe đời thấp được, đúng không các bác? Đấy. Đôi khi các bác mua những con xe mà nó đời thấp nhưng mà mình mua cao, giá nó cao lên một chút so với giá mặt bằng chung thì kiểu gì các bác cũng mua được những con xe đẹp các bác nhá. Kia đang có khách kìa. Vâng. Đấy, các bác cứ mua cho em giá nó cao hơn bình thường một chút để mình có được một chiếc xe chất, có được một chiếc xe đẹp. Chứ mình đừng so sánh một đời này nó chỉ có giá kia, mình đừng so sánh như vậy các bác nhá. Cứ mua cho em một con xe nó cao cao tiền lên một chút, cao lên tầm khoảng 1, 2, 3 chục gì đó thôi. Thế nhưng mà mình lại mua được một chiếc xe ngon, một chiếc xe chất, về đi yên tâm, sử dụng lâu dài, không phải lo lắng suy nghĩ gì. Chứ còn thì đôi khi các bác mình tham rẻ, mình mua một chiếc xe nó kém kém, về suốt ngày sửa, đúng không? Về suốt ngày sửa luôn thì nó cũng quá tội. Mỗi một lần sửa 1, 2 chục triệu thì cứ 3, 4 lần sửa các bác mất cả gần 100 triệu là chuyện bình thường, đúng không các bác? Cho nên là mình cứ mua cho em những con xe nó chất một tí các bác nhá, để mình có được một chiếc xe đi yên tâm. Vâng. Còn đồ đạc phụ tùng của những dòng xe ô tô bây giờ, kể cả những dòng xe này đi, đấy, nó cũng đã rất là sẵn và rất là nhiều rồi. Rất là sẵn, rất là nhiều và rất là rẻ luôn các bác ạ. Nhiều bác bảo là dòng này thì thứ nhất tốn xăng, thứ hai là đồ đạc phụ tùng không có, rồi đất. Nhưng không phải đâu, các bác tìm hiểu lại đi. Bên em sẽ chỉ chỗ cho các bác mình mua đồ luôn. Và xăng nhiên liệu của chiếc xe mà 2.0 này thì nó chỉ là tầm khoảng trên dưới 8 lít trên 100 km thôi, cho các bác chạy thử thoải mái luôn, để các bác mình test cái nhiên liệu chiếc xe này là bao nhiêu các bác nhá. Đây các bác nhá, đây các bác nhìn xem keo chỉ mép cánh cửa này, bốn cánh nó đẹp như nhau hết. Đây gioăng cửa các thứ đây. Đấy. Đây nó đẹp như này luôn này. Đấy, nó được như này luôn này. Đấy. Vâng, bốn cánh của nó này các bác nhìn xem ok chưa, bằng chất liệu da cho nên nó rất là sang các bác nhá. Và khi nó, ví dụ như trường hợp mà nó bẩn bẩn đi thì lau nó cũng dễ. Và khi các bác mình muốn cho nó sáng và đẹp, nó đen hơn thì mình chỉ cần là đưa một lớp xi vào cái phần da thôi thì nó sẽ đẹp, nó sẽ mới hơn các bác nhá. Đấy, bằng da đây các bác. Đấy, tất cả phần bốn cánh cửa này bằng da. Đấy, túi khí an toàn đây, bốn cánh có bốn túi khí an toàn các bác nhá. Chiếc xe đẹp thật sự đấy ạ. Nói chung là kiếm một xe đời thấp thấp mà còn đẹp như này là cũng không có nhiều đâu.